Em chào các bạn nhá. Em lại ở trong rừng rồi các bạn ạ. Chắc là cuộc sống của em thì chỉ gắn bó với rừng thôi. Hình như là hầu như hôm nay em cũng đi rừng. Hôm nay thì em đi tìm cây thuốc, những cái thuốc về xương khớp thôi. Tuy nhiên là bây giờ em đã vào đến rừng rồi đây. Vào đến rừng và em đã vô tình qua một cái gốc cây. Nhưng là nó có một cái điều rất là tuyệt vời để giới thiệu cho các bạn xem nhá. Điều tuyệt vời gì mà em nói với các bạn đây. Đây các bạn nhận ra quả gì trên đây không ạ? Quả gì đây ạ? Đây này, chín đây này. Đây là quả gắm nhá các bạn nhá. Đây, đây là cây gắm này. Cây gắm mà các bạn người ta hay dùng để nấu cao ấy ạ. Cây gắm dùng để nấu cao này, nấu cao gắm này. Cây gắm để chứa bệnh gút đấy ạ. Bệnh gút hay còn gọi là thông phong là người ta dùng cây gắm này. Này, có rất là nhiều quả luôn các bạn ạ, kìa. Quả chín ở đấy này. Đây. Nó thành chùm này. Được chưa? Đây ạ. Quả gắm rất là ấy. Em bị cái em đang nói chuyện nhưng mà cái ủng của em bị ngứa, em phải mở vào xem có con gì nó cắn chân. À vì bây giờ em đang trèo lên trên ngọn cây, trên gốc cây rồi. Kéo cái ủng không được ấy. Đây, đây cây gắm nha các bạn nhá. Giới thiệu cho các bạn thêm một cái cây nữa. Rất là hay. Đây. Cái lá nó này. Các bạn có biết các bạn có nhận ra được cái gì không? Đây. Lá nó xanh lẻ ở trước mặt em này. Các bạn có nhận ra được cái gì không ạ? Ôi rồi, cái tay của em bị à? Ngựa. Đây đây đây. Muối nó đốt nữa. Đây là cái cây mà em dùng để lấy cái thân nó ấy. Để nấu dầu gội đầu làm mượt tóc ấy các bạn nhé. Là cái cây này này. Đấy, vậy là ở đây có một cây thuốc này, hai cây thuốc này, ba cây thuốc này, một cây gắm này. Đây là cây cây bổ máu này. Một cây bổ máu chắc nó cũng khá to đấy các bạn ạ. Nhưng mà cây bổ máu này thì nó không ở, nó chỉ ở núi đồi thôi. Đây gọi là núi đồi, nó không có đá. Đây ở núi đồi nó không có đá các bạn nhé. Thì nó không, nó chỉ dùng để tắm thôi. Đấy em đi lấy thuốc là như thế các bạn ạ. Em đi lấy thuốc là như thế. Cái cây như này thì cây này là cây bổ máu này, các bạn nhìn thấy lá nó chưa đây? Lá nó có lông này. Các bạn mà dừng thấy cây lá nó bé bé mà có lông này là cây bổ máu này. Nhưng cây này nó cũng khá to, nhưng mà em sẽ không dùng em sẽ không dùng cây này nếu mà lấy thì đây. Cây này thì em lấy thì em sẽ không dùng nó để là chữa bệnh để cho các bạn uống đâu, mà là dùng để tắm thôi. Tắm cho phụ nữ sau sinh thôi. Tại vì cây này nó ở núi đồi, nó không tốt như ở cây ở núi đá đâu các bạn ạ. Trơn quá nhỉ, làm sao mà vừa cầm điện thoại vừa trèo lên, vừa cầm điện thoại này, vừa cầm con dao này để trèo lên đây, trèo lên theo theo gốc cây này được nhỉ? Okay, cầm ba tay nữa, à đây bám vào cây gắm này. Này, quả gắm này các bạn. Thì cái cây bổ máu này thì em sẽ, nếu mà em lấy thì em sẽ lấy dùng để làm thuốc tắm thôi, không dùng để uống đâu, bởi vì nó ở trong núi đồi, nó phải có đá thì nó mới là dùng để nó mới tốt. Đây, cái ngọn của nó này vừa đi vừa phải leo trèo cho nên nó khá khó khăn các bạn ạ. Ôi, để em đi, em sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh nó đẹp như thế nào, xem các bạn có mê ly không. Đi vào đây, đi vào đây. Đây là cái gốc cây của nó, cái gốc cây bổ máu. Đây, đây, đây là gốc này. Đã chặt vào rồi đây. Người ta thử vào đấy này. Cái gốc nó rất to.
Ôi dồi ôi các bạn ơi, em phải cho các bạn xem cái cảnh này mới được. Nó đẹp đến thế. Em cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn thấy quả gì ở đây không? Không nhìn thấy gì. Từ từ đã. Để em đi sang bên này. Để cho các bạn xem. Nếu mà các bạn mà không được xem cảnh này thì nó quá tiếc cho các bạn luôn. Các bạn không tưởng tượng nó đẹp đến mức độ nào đâu. Đây là hai cây bứa ở cạnh nhau và quả sai chí chít đây. Rất là nhiều quả này. Cây này cũng chói mặt trời đây. Đấy, nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Quả rất là nhiều. À, chút nữa. Kìa. Nhiều quả quá. Các bạn không thấy được, nó ngược mặt trời. Nhưng mà có một cái các bạn sẽ thấy. Các bạn không tưởng tượng được nó đẹp như thế nào. Chút em sẽ trèo lên cây này để em thấy lấy quả. Như thế này mà em vẫn trèo được đây các bạn ạ. Em vẫn trèo được cây quả bứa này, em trèo bình thường ấy. Em phải quay cho các bạn xem cái này. Nếu mà không, các bạn mà không thấy được cảnh này thì rất là phí luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái gì đây này ở trước mặt đây này. Quả bứa thì rụng đầy đây. Quả bứa này. Đây các bạn nhìn chưa? Bạn nhìn thấy cái gì chưa? Bạn nhìn thấy cái quả gì chưa? Bạn thấy nó đẹp chưa? Một cây gắm mà nó quả nó đây. Một phát từ gốc cây đến ngọn cây đây. Cái này thì chỉ có hái về nấu cao thôi các bạn ạ. Cái này hái về nấu cao thôi, không biết làm gì được. Đây, các bạn thấy thế nào? Thế ạ. Chưa bao giờ mà thấy nhiều quả cắm như thế. Chưa bao giờ nhìn thấy quả nhiều quả cắm như thế các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Chắc hôm nay không hái được thuốc mất. Ở kia thì có cây quả bứa thì rất là sai. Ôi dồi ôi. Đây. Tít trên kia luôn, các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp chưa ạ? Đây này. Bạn ơi, nó chín này. Nó chín này. Rất là nhiều cửa. Đây bây giờ. Bây giờ cho các bạn xem quả bứa này. Bây giờ nhìn thấy chưa nhỉ? Đối diện nó không thể để em giúp cho các bạn xem thử xem nhá. Tại vì quả cành nó xanh ấy, nhìn nó khó lắm các bạn ạ. Nhìn nó khó nhìn lắm. Wow. Đẹp quá nhưng không biết làm nào. Bây giờ nếu mà lấy về thì chỉ về lấy về nấu cao thôi. Cái quả nó lấy về nấu cao xương khớp thôi nhưng mà cả cái thân của nó nhá, nhưng mà bây giờ đang nấu dầu gội đầu thì đâu có nấu cao được đâu. Các bạn mê không? Các bạn thấy đẹp không ạ? Em thấy đẹp quá thật luôn. Thật sự luôn là vào rừng mùa này thì ngắm những cái cảnh này nó cực kỳ đẹp luôn đấy. Vậy thôi em chào các bạn nhé. Để em còn chuẩn bị em còn đi tìm thuốc với lại mấy cây bứa này xem có lấy được quả không. Em cũng chẳng muốn lấy đâu bởi vì là quả bứa này ăn nhiều quá rồi không muốn ăn rồi. Đây, đẹp quá. Em chào các bạn nhé. Chào buổi sáng nhé.